Các em thân mến, như vậy với cái đề thi đại học 2012 rõ ràng đã minh chứng một điều thầy nói với tất cả các em học sinh trên toàn quốc. Những ai đã học toán của thầy khi thi đại học vào thi chỉ việc thay số, tính toán thật chính xác, dễ dàng có 8 điểm nhé. Thì bây giờ thầy sẽ bổ sung thêm một bài tập nữa, đó là bài tập số 4 đề đại học Huế A2012 để cung cấp thêm cho các em các kỹ thuật tính toán và minh chứng một cái điều mà thầy đã nói. Bây giờ bài số 4. Đại học Huế A2012 cho hàm số y bằng x mũ 4 trừ đi 2 nhân m hoặc m cộng 1 x bình cộng m bình, ký hiệu là 1. A. Khảo sát vẽ đồ thị hàm số 1 khi m bằng 0. B. Tìm m để đồ thị hàm số 1 có 3 điểm cực trị tạo thành 3 đỉnh của một tam giác vuông. Câu này là 2 điểm, chúng ta dễ dàng kiếm được 2 điểm này. Cái ý thứ nhất thì thôi, không bàn đến, các em có thể tự giải quyết. Còn ý thứ hai, chúng ta cùng nhau giải ý B. Thế thì cái ý B của đề thi này hoàn toàn tương tự giống bài tập số 2 của phần này mà thầy đã đưa ra để giải mẫu cho các em nhé. Thế bây giờ chúng ta chỉ việc thay số và thực hành lại. Thế thì chúng ta đã biết đồ thị hàm trùng phương muốn có 3 cực trị thì phương trình y phẩy bằng 0 phải có 3 nghiệm phân biệt. Thế thì với IB chúng ta sẽ tách ra làm hai nấc. Nấc thứ nhất, chúng ta tìm m để đồ thị hàm số 1 có 3 điểm cực trị. Lý thuyết thầy vừa nói, đồ thị hàm trùng phương muốn có 3 điểm cực trị thì y phẩy bằng 0 phải có 3 nghiệm phân biệt. Thế thì ở đây chúng ta sẽ tính y phẩy. Y phẩy của chúng ta bằng 4x mũ 3 trừ đi 4 nhân m cộng 1 x. Nhóm thừa số chung, nhóm được 4x ra ngoài, bên trong kem còn x bình phương trừ m trừ 1. Thế thì để đồ thị có 3 cực trị thì phương trình y phẩy bằng 0, tức là 4x nhân với x bình phương trừ m trừ 1 bằng 0 phải có 3 nghiệm phân biệt. Thế thì đây là điều rất quen thuộc với các em bằng 3 cái bài tập phía trên rồi. Thế thì phương trình này muốn có 3 nghiệm phân biệt thì cái phương trình bậc 2 này x bình phương trừ đi m trừ đi 1 bằng 0 phải có 2 nghiệm phân biệt khác không? Phải có 2 nghiệm phân biệt x khác không? Đấy. Anh này có 2 nghiệm phân biệt khác không cộng với nghiệm không ở ngoài thì phương trình này tổng số sẽ có 3 nghiệm. Thì đến đây có nhiều cách xử lý, chúng ta xử lý đơn thuần theo phương trình bậc 2 đi. Đây là phương trình bậc 2 muốn có 2 nghiệm phân biệt thì delta phải dương. Ở đây delta bằng b bình phương trừ 4 lần ac, như vậy là 4 nhân m cộng 1 phải dương. Nghiệm x khác 0, thay x bằng 0 vào đây nó không thỏa mãn. Tức là 0 bình trừ m trừ 1 phải khác 0. Nghiệm của hệ này là m lớn hơn âm 1. Như vậy chúng ta đã giải quyết được nấc thứ nhất, tìm m để đồ thị hàm số 1 có 3 điểm cực trị. Bây giờ chúng ta giải quyết nấc thứ hai, 3 điểm cực trị này tạo thành một tam giác vuông nhé. Thế thì muốn giải quyết được nấc này chúng ta phải tính được 3 điểm cực trị. Thế thì các em đã biết là hoành độ của các điểm cực trị chính là nghiệm của phương trình y phẩy bằng 0. Thế thì khi m lớn hơn trừ 1 thì y phẩy bằng 0 sẽ có 3 nghiệm sau đây. Nghiệm thứ nhất là x bằng 0. Nghiệm thứ hai là x bằng cộng trừ căn bậc 2 của m cộng 1. Đấy.
Thế thì từ đây đồ thị có các điểm cực trị như sau. Điểm A, nhận hoành độ bằng không, tung độ thay vào hàm y ban đầu. Nhớ nhé, tung độ các điểm cực trị được tính bằng cách thay hoành độ vào hàm y ban đầu. Như vậy tung độ điểm A sẽ là m bình. Thế còn hai điểm B và C, thầy cho kết quả luôn. Điểm B của các em sẽ có tọa độ hoành độ là căn bậc 2 của m cộng 1, tung độ trừ 2m trừ 1. Điểm C, hoành độ là trừ căn bậc 2 của m cộng 1, tung độ là trừ 2m trừ 1. Thế thì các em nhận thấy một điều rất rõ ràng, quan hệ giữa ba điểm cực trị này. Điểm A có hoành độ bằng không cho nên nằm trên trục tung. Hai điểm B và C có hoành độ trái dấu, tung độ như nhau, chứng tỏ hai điểm B và C đối xứng nhau qua y. Đây là tính chất của hàm trùng phương. Của cái hàm trùng phương khi nó có ba cực trị thì bao giờ một điểm cũng nằm trên y. Đấy. Một điểm bao giờ cũng nằm trên y. Hai điểm còn lại thì phải đối xứng với nhau qua y. Đấy, đây, ta thấy này, A thuộc y, còn B và C đối xứng nhau qua y. Thế thì rõ ràng ta sẽ luôn luôn có điều sau đây, ta luôn có là AC bằng AB. Nhá. Suy ra AC sẽ bằng AB. Thế bây giờ đề thi yêu cầu là ba cái điểm cực trị ABC này tạo thành một tam giác vuông. Vậy thì chỉ có thể vuông được ở A mà thôi. Nó đã cân tại A rồi, muốn vuông thì phải vuông tại A. Đấy. Do đó để tam giác ABC vuông, tức là ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông đấy, ta phải có AB vuông góc với lại AC. Thì đến đây cách xử lý khôn ngoan nhất chính là sử dụng hình học AB vuông góc AC, điều này tương đương vector AB vuông góc vector AC. Hai vector vuông góc tích vô hướng bằng không. Vector AB nhân vector AC bằng không. Vector AB ngọn trừ gốc và độ B trừ tọa độ A. Vector AB là căn bậc 2 của M cộng 1. Đấy là hoành độ. Thế còn tung độ, tung độ điểm B trừ tung độ điểm A. Các em để ý, tung độ điểm B là trừ 2M trừ 1 trừ tung độ điểm A, tức là trừ M bình. Đấy, để dấu trừ ra ngoài thành M bình. Đấy, M bình này cộng với 2M cộng 1. Và như thế nó chính là bằng trừ của M cộng 1 tất cả bình. Đúng không ạ? Nó là trừ M cộng 1 tất cả bình. Đấy là vector AB. Hoàn toàn tương tự với cách tính toán như thế, vector AC để cho kết quả. Vector AC của các em là trừ căn bậc 2 của M cộng 1, trừ của M cộng 1 tất cả bình bằng 0, nhân vô hướng hai hoành độ nhân với nhau cộng hai tung độ nhân với nhau. Hai hoành độ nhân với nhau, cái này trở thành là căn trừ căn bậc 2 của M cộng 1 tất cả bình phương. Nhưng M lớn hơn trừ 1 cho nên hai căn không phải trị tuyệt đối. Hai hoành độ nhân với nhau là trừ của M cộng 1. Đấy. Cộng với hai tung độ nhân với nhau là M cộng 1 tất cả mũ 4. Mà không.
nhóm M cộng 1 ra ngoài làm thừa số chung, chúng ta có M cộng 1 nhân với bên trong còn lại M cộng 1 mũ 3 trừ đi 1 bằng 0. Từ đây chúng ta có M cộng 1 bằng 0, M cộng 1 mũ 3 bằng 1, tức là M cộng 1 bằng 1. Dẫn đến hai giá trị của M, M bằng âm 1, M bằng 0. Nhưng mà điều kiện của chúng ta là M lớn hơn âm 1, cho nên giá trị M bằng âm 1 bị loạn. Vậy đáp số ở đây chúng ta có kết quả M bằng 0. Vậy thầy đã giải xong cho các em câu B của Đại học khối A 2012. Và rõ ràng so sánh với cái bài tập số 2 thầy đã giải mẫu thì đề thi này đúng là thay số và tính toán chính xác là chúng ta có kết quả này.